đây là cảnh đánh đánh thức lưu xì vậy chưa chưa cầm đúng quá vậy có vậy không dạy gì thôi dạy dạy rồi 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 cầm rồi giờ là 5 giờ chiều dậy đi dậy dậy đi con chó à dậy dậy đi trời ơi dậy đi mà dậy đi anh em đi tìm chồng chơi giữ cái phơ này đi ừ dậy đi dậy rồi dậy rồi nó dậy rồi. Chuyện quan trọng gì? Tại sao mày làm với mũ buồn hả? Mũ mơ. Mở ra mũ đi. Rồi đây. Kết đi, kết đi, quay kết. Kết, quay giùm anh đi kết. Chó này dám làm với mũ buồn. Tại sao? Nè. Tại sao? 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 Sao mày biết tội chưa? Biết tội chưa? Biết tội chưa? Hả? Biết tội. Đè nó ra cả lông chân cho tao. Đè ra con cha lại cái con cha. Đè ra. Nó giỡn cặc nè. Con cha. Đủ má nó chở tụi mình nha. Nếu cậu. Mệt quá. Mệt hả? Nó mệt kèo quýnh hết mệt. Tiếng lại đi hãy tiếng lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đã quá dài đời ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Provalon.com. Đủ má nó đấm thiệt. Nó đấm thiệt. Một. Rồi, đấm đi. Mày sao đéo vậy? Một, hai, ba. Ê, văn dép lên, văn dép lên, văn dép lên. Văn dép lên nữa, ừ.
Ba. Thôi khoan, tụi mày phải hát chung tao. Ok. Rồi, dùng găng lên mày có cái cây đúng. Đi vòng lên, vòng vòng lớn, vòng lớn. Đồ mà đá vô bụng quam này nha. Kêu Phi chơi nè. Tao chân mà chịu chơi lắm nha. Xin anh cho, xin anh cho biết cảm nghĩ. Nó nhảy qua làm tôi sợ. Thôi thôi đủ má lại đi. Lại đi không? Nhiều ra ít vậy. Còn mày chưa các bạn sẽ đủ không? Hấp nè có hai người rồi, có hai người. Mày dám chạy ra đây ăn kéo ngay vô, ăn kéo vô. Một hai ba. Còn cuối cùng ra bốn á. Con lò mà chết mẹ nó. Lại ghê, ghê. Hồi nãy anh đứng đó lại còn đỡ em chống tay. Thấy ra. Rồi. Rồi anh em ra đỡ đi xì. Đỡ đi xì. Đỡ quá đéo đùa đâu. Má ghê má. Anh là mô đất. Không chú. Cô chở tôi thôi. Tạm đưa ba da. Mày coi đủ cái sợ sợ cái đầu đập vô hát. Cảm nghĩ của anh sao khi mày là số 1, mày là số 1. Ê ê, cảm nghĩ của anh sao khi Lý Xì nhảy? Tôi lo cho cục sống thui quá. Sao đâu? Không sao đâu, sao đâu. Kẻ lại. Mọi người chản ghê nè. Sao rồi? Anh sao rồi? Cũng như dự báo mà. Cảm nghĩ của anh là sao? Bảo quá. Sùng. Giỡn giỡn đừng có la ông sùng đụng quá. Giỡn giỡn đừng có la ông sùng. Lỡ la rồi lên tới.